Vâng ạ, à, em xin giới thiệu tất cả mọi người một lô vang vừa về xong, hàng của Đài Loan sản xuất thôi nhá. Hàng của Đài Loan sản xuất, chay chip của Nhật Bản, đầy đủ eco dì vật đó. Và trong video ngày hôm nay, bác nào có nhu cầu mua hàng hoặc tư vấn gì, các bác gọi điện thoại trực tiếp giúp em số này các bác nhá. Gọi trực tiếp giúp em số này. Các bác đi qua kênh nhớ cho em xin một like và đăng ký kênh giúp em các nhá. Nhớ cho em xin một like và đăng ký kênh giúp em. Vâng ạ, con vang này có tên là RT Audio. Đấy. RT Audio KV9 các bác nhá, hàng của Đài Loan sản xuất. Đó, chay chip một con chip 920 Yamaha của Nhật Bản, chống hú 3 cấp cho anh em luôn. Đầy đủ eco dì vọt, chống hú 3 cấp, dễ chơi dễ chỉnh. Tiếng rất là mềm rất hay. Lên 126B, lên 23456B, lên 26. Tiếng rất là hay các bác nhá. Lên 66. Rất là hay các bác nhá. Các bác nhìn đây ạ. Tất cả các hình chỉnh chỉnh của nó vô cùng đơn giản luôn. Cái này mà các bác còn không chỉnh được nữa thì chắc không còn con vang nào dễ chỉnh hơn trong này. À, tất cả bát chung check gì này. Hãy tăng lên giảm xuống này. Các bác nhìn chưa đấy, rất là đơn giản, dễ chơi dễ chỉnh, delay echo gì vọt. Chỉ cái bên đây luôn. Thôi nhá. Rất dễ chơi luôn, nói chung là những bác nào mà nói chung là về cái môn công nghệ kém thì cũng chắc chắn cũng chỉnh được luôn, bởi vì nhìn nó quá dễ chỉnh rồi. Nó chỉnh như một con vang cơ luôn. Thôi nhá. Thì thông số chung ở trong các bác nhìn vào đây ạ. Nó chơi một con một cái vỉ mạch như thế này. Nó một con chip của Nhật Bản này. Nguồn auto vol này các bác nhá. Hay nguồn auto vol con này thì nó chung mà bác nào mà khu nào mà điện mà nó trục trặc mà điện nó hay dập dờn lên lúc lên lên xuống xuống, điện yếu thì con này nó chơi được hết các bác nhá. Nó chơi được từ 90V cho 240V luôn. Thì chip thì nó chạy một con chip 920 Yamaha của Nhật Bản các bác nhá. Đấy. Chống hú 3 cấp cho anh em luôn. Đấy, tất cả cái chỉnh rất đơn giản, rất là gọn gàng, chơi giải điện. Rộng các bác nhá. Đấy. Và con này nó có một cái màn hình rất là to. Đấy, bác nào mà chắc nhìn cũng rất là dễ thôi nha, các bác nhìn rất là dễ. Đấy. Nhìn rất là ok luôn. Và bên em đang bán cho các bác giá chỉ có 890.000 một cây thôi. Bao ship cho anh em và bao test cho anh em 1 tháng. Lỗi đổi con mới cho anh em luôn. Con vang tên là RT Audio KV9 các bác nhá, hàng của Đài Loan sản xuất. Không nhá. À, con này nói chung là con này hàng của Đài Loan nên là mọi thứ chất lượng linh kiện mọi thứ bao giờ nó cũng xe có độ chuẩn chỉ rất là cao các bác nhá. Đấy. Con nhìn ra. Cái độ chuẩn chỉ rất là cao. Rất là chất cho anh em, vốn còn nguyên xe gì mà tem mã vạch để đứng cho anh em luôn. Đấy. Thì đằng trước của nó thiết kế 3 mic các bác nhá. Thiết kế 3 mic. Đấy. 3 mic cho các bác luôn này. Đấy, đằng sau 2 mic, nhìn nói chung cái mic đằng sau này cũng ít người dùng thôi. Đấy nhưng mà mic là mic analog các bác nhá. Còn đầu vào của nó gồm 1 2 3 4. 4 có vào analog các bác nhá, không có cổng quang. Đấy. Và bác nào hỏi có bluetooth không thì em trả lời là tất cả các dòng vang bãi 99% là không có bluetooth các bác nhá. Đấy. Các ngõ ra thì là 1 2 3 4, 4 ngõ calon và 2 ngõ bung sen. Tổng tất cả là 6 ngõ tất cả các bác nhá. Đấy. Rất là dễ chơi dễ chỉnh luôn. Lên 1 2 6 7 lên 2 6. Đầy đủ eco dì vọt, chống hú 3 cấp cho anh em và chip của Nhật Bản các bác nhá. Bên em đang bán cho anh em giá 890k một cây, bao ship cho anh em và bao test cho anh em 1 tháng, lỗi đổi con mới cho anh em luôn. Đấy các bác nhá. Anh em nào có nhu cầu thì alo cho bên em các bác nhá.